Lâm Thảo xin kính chào tái ngộ quý khán thính giả của quê hương Media trong tiết mục tạp chí truyền hình. Tiết mục mới mà Lâm Thảo bắt đầu phụ trách từ tháng này. Và thưa quý vị, hôm vừa rồi thì quý vị cũng đã theo dõi một chút xíu phần chia sẻ về nấu nướng trong nhà trong thời gian quarantine của Lâm Thảo. Hôm nay sau vài tháng mà chúng ta phải thi hành theo cái lệnh mà cách ly xã hội, tức là social distancing á, thì mọi người đã phải stay home, bị quarantine, bị shelter in place. Bây giờ thì một số quận hạt và một số thành phố đã được lệnh hay là được phép mở cửa, dần dần mở cửa trở lại. Một số doanh nghiệp, một số cửa hàng và một số tiệm ăn đã bắt đầu được phép. Các tiệm ăn bắt đầu được phép đón tiếp thực khách ở ngoài trời. Vâng thưa quý vị, tức là họ được sắp xếp những cái bàn ở bên ngoài trời. Nhưng tuy nói là trở lại, cái sự trở lại của các cái sinh hoạt xã hội bây giờ, quý vị cũng thấy đối với chúng ta là một cái sự trở lại hoàn toàn mới lạ, với rất nhiều những cái thay đổi bắt buộc theo những cái điều lệ quy định của chính quyền để ngăn ngừa cái sự lây nhiễm của COVID-19. Không như ngày trước. Bây giờ khi ra đường chúng ta đến chỗ đông người, quý vị vẫn phải bị yêu cầu là mang mask, và một vài cửa tiệm khi quý vị bước vào họ sẽ yêu cầu quý vị sử dụng cái hand sanitizer mà họ cung cấp. Thực khách thì lúc ăn thì có quyền bỏ mask ra, nhưng mà khi quý vị bắt đầu đến với tiệm thì quý vị vẫn cứ mang mask như bình thường. Làm gì thì làm, chúng ta từ từ cũng trở thành quen thuộc với chuyện mang mask, chuyện mà cách ly xã hội, chuyện mà social distancing. Bây giờ nó đã trở thành một cái điều thực hành quen thuộc, gần như là cái phản ứng tự nhiên của chúng ta, của mọi người trong mọi giao tiếp với xã hội. Sau đây Đồng Thảo xin mời quý vị xem qua một số hình ảnh sinh hoạt thương mại mới xảy ra tại một vài shopping mall ở quanh vùng vịnh của chúng ta. There are 152 tenants in the Sun Valley Mall. Nearly 70 are open, each store enforcing mask and social distancing. In fact, you can't even enter the mall at all unless you're wearing a mask, says General Manager Nathan Fackrell. The Shoe Palace is open, and Moo is in heaven. Outside, the twins Nava and Maya arrived with their mom, purses in hand. We were just excited that we can get a little bit of normal. We'll see about, you know, about all this thing happening right now. But yeah, we were excited. Many stores have promotions and sales in some are 75%, trying to clear inventory left over since last March. This kiosk is not discounting anything. Masks start here at $10 and for fancy sports, $25. I'll let you in, ma'am. Forever 21 requires folks to take hand sanitizer. And overall, security is tight, sanitation strict, and slowly more businesses will open. Tại Valley Fair Shopping Mall của San Jose trên đường Stephen Creek, chắc là quý vị cũng biết, mọi người đã háo hức trở lại từ hôm thứ hai vừa qua, ngày 15 tháng 6. Những người làm việc cũng như là những người thích đi shopping, hoặc là có người không shop thì cũng đi vô trong đó để dạo quanh, giống như là window shopping, để ngắm nghía các hàng quán, để cảm thấy là thoải mái hơn và cho đỡ kiền khi mà quý vị đã trải qua mấy tháng ở trong nhà bị cách ly. Các cái parking lot thưa quý vị đã đầy ngập xe, và trong mall thì có những cái bảng thông báo là yêu cầu mọi người phải đeo mask, rồi giữ khoảng cách 6 feet, tức là 2 mét, rồi sử dụng cái hand sanitizer mà họ để trong một số cái station, để trong mall, để cho mọi người xài. Rồi các cái cửa hiệu đó họ cũng giới hạn, một lúc thì chỉ cho vô một số người thôi. Inside Valley Fair Mall, signs remind you to stay 6 feet apart, wear your mask, and wash your hands. I think this is definitely a new normal, the mask, hand sanitizers, of course,
it's going to be the new normal. But what has remained the same is the feeling behind seeing, touching, and buying an item or piece of clothing inside a store. For many, the experience even better than before the pandemic. Westfield, which owns several massive malls in the Bay Area, is stepping up cleaning and sanitizing efforts and abiding by county rules that allow a certain amount of people inside a store per square foot. Hours have been shortened, and again, masks are required. A different experience, but one these shoppers will accept after not being allowed to step into a mall for 3 months. Tương tự, các tiệm ăn ở cái vùng Bay Area này cũng được mở cửa trở lại, nhưng chỉ được phép sử dụng bàn ăn mà họ sắp xếp ở bên ngoài cửa tiệm, trên lề đường, trước mặt tiệm, chứ thực khách chưa có được ngồi vào và ăn trong tiệm. Và sau đây sẽ là một cái vài hình ảnh mà quý vị sẽ thấy ở San Francisco tại một số tiệm ăn. At Zazie in Coal Valley, restaurant dining is back, but with more cleaning, more space, and a new wait list to get a seat and get served. Owner Jennifer Bennett says the past few months have been tough as she's worried about her workers and customers. Nobody that does this does it with the wish of someday being a glorified McDonald's, just handing to-go bags through a door. We want the whole experience. I want to take someone's rocky day at work and turn it into a nice calm pace into their evening. At Gott's at the Ferry Building, social distancing hedges separated picnic tables for those seeking burgers. While in North Beach, restaurant owners with minimal space say the permitting process to reopen is tough between the city and ABC. Quý vị thấy là các tiệm ăn đó đều phải xin phép, tức là họ phải có cái permit để có thể đặt bàn ăn trên lề đường hoặc là dưới lòng đường, nơi mà có những parking meter đó. Chỗ đậu xe trên chiếc cửa tiệm, và cái party á, thì được yêu cầu là giới hạn 6 người một bàn. Tonight, metered parking spots turned into outdoor dining space at Idi Alley Restaurant in North Beach. For the first time, diners had dinner sandwiched between cars. I mean, you're a little close to the cars coming by, but if the food is good enough, you're not really paying attention to the where you're sitting. It kind of feels like you're in Europe a little bit, so it's nice to bring that hospitality over here and enjoy that. Under the city's shared spaces program, restaurants can apply for permits to use public spaces, including sidewalks, parking spots, or parks to bring back customers. Parties are limited to 6 people, and customers must wear face coverings anytime they leave the table. Restaurants must comply with strict cleaning protocols. Matt Schuster owns Canela Bistro and Wine Bar on Market in the Castro. Tại San Jose, đặc biệt là tại cái khu Santa Naro, thưa quý vị, cái khu shopping sang trọng đối diện với Valley Fair đó, thì các tiệm ăn và các cửa hàng cũng đã có một số mở cửa trở lại. Santa Naro thì đang dự tính là sẽ block cái con đường chính trước mặt các cái cửa tiệm, dọc theo các cửa tiệm, để các tiệm ăn có thể đặt thêm một số bàn ở dưới lòng đường. Bởi vì số thực khách trong cuối tuần qua, khi mà cái khu phố đã được bắt đầu, các tiệm ăn bắt đầu thực hiện chuyện mà gọi là outdoor dining, thì đã quá là đông và các cái số bàn đã không có đủ để cung cấp cho thực khách. Do đó bây giờ thì họ tính là họ sẽ để cái bàn ở dưới lòng đường. Họ đang xin phép và tự tính là có thể sẽ được thực hiện. Nhưng mà làm gì thì làm, thì các bàn ăn cũng phải cách nhau 6 feet. Julian says social distancing tables or outdoor seating would accommodate only a fraction of what the modern Chinese restaurant can actually hold. Financially, it didn't make sense. It's just the beginning. Jack Condi, the CEO and president of the California and Restaurant Association, says many restaurants aren't just instantly reopening doors as they find themselves confronted with a new set of challenges. They're coming back in a different operating environment with a different expectation from the customers. Restaurants are all doubling down on what's already in the restaurant DNA, which is food safety, sanitary conditions. We have staff that is now just inbound, which means that they can only bring things to the table. We have staff that is now only outbound, which means they can only clear things from the table. But many restaurants like LB Steak are welcoming back customers. Santana Row is reportedly planning to shut down its main street to give room to more tables. Theo dõi các hình ảnh vừa qua, chắc quý vị cũng thấy vui hơn, thấy thoải mái hơn và hy vọng là cái nền kinh tế của chúng ta mau chóng phục hồi. Tuy nhiên, đây chỉ là một cái bước đầu của sự chuyển mình trở lại của xã hội chúng ta
sau cái thời kỳ mà shelter in place COVID-19. Tuy là háo hức, nhưng mà quý vị thấy là trong lòng của mọi người chúng ta, từ chủ nhân doanh nghiệp cho đến chủ nhân của các nhà hàng, các tiệm ăn, những nhân viên làm việc và ngay chính đến những người tiêu thụ như chúng ta hay là những thực khách, có lẽ vẫn chưa có cảm thấy được cái sự cảm nhận của một cái chuyện trở lại bình thường như chúng ta đã có trước đây, khi mà chưa có xảy ra cái nạn dịch bệnh quái ác COVID-19 này. Dẫu sao thì mọi người đều đã và đang tập làm quen với cái đời sống mới, đang tập làm quen sống chung với những đe dọa không thể chối bỏ của COVID-19. Khi mà chúng ta chưa có tìm ra được một cái phương pháp hữu hiệu để điều trị hay là tìm ra được thuốc vaccine để phòng chống loại bệnh nguy hiểm đã tiết tới hàng triệu triệu người trên toàn thế giới. Chúng ta, Đồng Thảo cũng nghĩ là chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ và giữ gìn sức khỏe theo lời khuyên của các giới chức y tế và sẽ cùng nhau để vượt qua được những cái khó khăn trong thời gian này. Bởi vì cái đe dọa của COVID-19 vẫn còn chưa có chấm dứt. Con virus 19 này, con COVID-19 nó chưa rời bỏ chúng ta. Do đó nên là cái sự mà giữ gìn, bảo vệ sức khỏe, đeo mask, rửa tay thường xuyên và dùng hand sanitizer tại các shopping mall và giữ một cái khoảng cách an toàn, social distancing, vẫn là một cái điều mà Đồng Thảo thiết nghĩ là chúng ta nên duy trì. Và hy vọng là cái đại dịch này nó sẽ qua mau chóng cho xã hội của chúng ta và cho toàn nhân loại được hưởng lại cái không khí an toàn without virus trở lại, và nền kinh tế của thế giới cũng như của đất nước chúng ta đang sống được phục hồi mau chóng. Đồng thời cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, một chút chia sẻ, và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tạp chí truyền hình lần tới.